kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Buổi trưa ngày hôm nay là ngày 12 tháng 1 thì cửa hàng của Xuân Đình lại tiếp tục cập bến những sản phẩm hàng bãi tuyển chọn đẹp xuất sắc để phục vụ cho các bác mua sắm cũng như phối ghép các thiết bị âm thanh của nhà mình. Và trong clip ngày hôm nay thì Xuân Đình sẽ giới thiệu cho các bác một chiếc âm ly đài của hãng Sơn Xôi. Dòng này là có model là QRX6001, hình thức thì đẹp xuất sắc, không có điểm chê. Đèn đóm cũng như tất cả các cái tính năng đều hoạt động hoàn hảo hết. Bên cạnh đó thì ở bên phía tay phải của các bác đó là một chiếc âm ly của hãng Sơn Xôi có model là 707, đẹp không tì vết, màu đen. Thì với hai cái phân khúc của dòng Sơn Xôi này thì đây là một trong những model cũng khá là ít trên thị trường, và đặc biệt là cái độ đẹp ở đây thì Xuân Đình nói rõ với các bác là đẹp xuất sắc. Và những cái dòng này thì các bác có thể phối ghép được rất là nhiều những dòng loa Nhật, loa cổ hoặc là những dòng loa Mỹ. Với chiếc âm ly Sơn Xôi 6001 thì bây giờ Xuân Đình sẽ đi chi tiết quay cận cảnh cũng như báo giá cho các bác sản phẩm ngày hôm nay. Quay về từ cái phần đèn đóm thì các bác thấy là về cái phần hình thức bên ngoài, mặt mũi không có một vết xước, cực kỳ là đẹp luôn. Size bề ngang của nó là size 54cm các bác nhé. Một cái chiếc âm ly có bề ngang rất là đồ sộ, nhìn nó khá là to. Đấy. Hôm nay thì nó chạy 8 sò sắt, công suất đó là dòng xuất âm tụ, có công suất của nó là 190W, rất là khỏe. Nếu các bác có những dòng âm, dòng loa cổ của Sơn Xôi thì ghép vào đồng bộ bày với những cái bộ băng cối đĩa than thì rất là tuyệt vời. Hình thức đây, tổng quan về phần mặt thì Xuân Đình đã quay chi tiết cho các bác này. Từ các cái núm nút, mặt mũi không có vết chảy xước, nhưng cái phần mặt của nó thiết kế nó là phay nhôm xước thì các bác có thể nhìn thấy rõ nó có cái vắt cái kẻ ngang này. Đấy, còn nó tổng quan về các cái núm nút thì đẹp xuất sắc rồi. Phần vỏ bên trên. Đấy, chiếc máy này thì nó khá là nặng, nó phải tầm đến 20 cân. Bê rất là nằm tay. Sau này thì nó sử dụng đa cầu điện, có điện 100, 220 và 240, rất là tiện dùng. Thì Xuân Đình sẽ cơ sơ qua về cái phần mặt. Phím bật tắt nguồn. Phím bật tắt nguồn có đánh cầu loa A, B và A cộng B. Dòng này là dòng xuất âm tụ chạy 8 sò sắt, có công suất là 190W. Đấy. Có chỉnh bass check cửa riêng hai vế nhé. Đây là phông, tức là loa đằng trước. Đây là loa chính. Đấy. Và đây là loa phụ. Có ba lăng thì các bác để chính giữa, có volume, có nâu nớt. Sang bên này thì có đường AUX, tắp 1, tắp 2 là ba đường vào chính cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài như TV, điện thoại, máy tính. Ngoài ra thì nó có đường phono là dành cho đĩa than. Bên cạnh đó thì chiếc âm ly này là hàng âm ly đài cổ, nó hàng xuất châu Âu, nó có đa cầu điện nên FM của nó là full tần số 108. Đèn đóm cực kỳ là đẹp. Đây các bác nhìn thấy rõ này. Bây giờ Xuân Đình sẽ test cho các bác về phần đài. Thì rất là dễ sử dụng, nếu như các bác không muốn nghe qua đường AUX thì các bác nhả nó ra. Đấy, thì nó sẽ sang phần đài luôn. Đài đóm thì bắt rất là tốt, nhưng vì nó đang có nhạc của Việt Nam cho nên là Xuân Đình chỉ lướt qua thôi, tránh bị vi phạm bản quyền này. Đấy. Trang trí nhà cửa và mua sắm với phong tục đón Tết của người Singapore thì họ cũng cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ. Đài đóm gọi là bắt trong vắt luôn. AM thì Xuân Đình cũng test cho các bác. Khuyên cáo không dùng thuốc Monopiravir điều trị COVID-19. Tức là chiếc âm ly này thì đầy đủ các tính năng và hoạt động hoàn hảo hết. Bây giờ thì Xuân Đình sẽ mở nội thất cho các bác xem ở phía bên trong. Vì ngay trên trong đầu clip Xuân Đình đã giới thiệu cho các bác đây là một chiếc âm ly hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, cho nên là từ phần vỏ thì các bác cũng cứ an tâm là phải là xuất sắc rồi. Cho đến phần nội thất bên trong của máy. Đây các bác sẽ nhìn thấy rõ này. Tất cả các cái phần sắt xi của nó vẫn còn vàng óng này. Nội thất gọi là 7 màu. Đấy, quay cao lên một chút thì các bác có thể nhìn thấy rõ. Đây là 8 sò sắt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tất cả các cái phần sắt xi của nó cứ gọi là vàng óng luôn. Đấy. Máy móc thì cam kết với các bác là còn nguyên zin và hoạt động rất là tốt. Hình thức tổng quan thì còn khá là đẹp. Nguồn, tụ một nguồn rất là khủng. Sắt xi thì các bác có thể nhìn thấy rõ. Đấy. Và đây là phía đằng sau của chiếc âm ly. Tổng quan thì chiếc âm ly này còn cực kỳ là đẹp luôn nhé. Từ các cái phần chân rắc rất là mới. Thì đây là các đường vào.
Dạo này dòng 4, nếu mà các bác cắm chặn đường 4 check nó sẽ ở bên này, còn bình thường thì chính là ở bên này. Hai check là hai kênh. Đấy, sẽ các bác cắm đường AUX này. Tab 1, tab 2 thì cắm vào đường play. Còn phono thì dành cho đĩa than thôi. Đây là các cái đường ra loa stem 1, stem 2, tức là cầu A, cầu B. Đấy. Đây là cái thông số của chiếc âm ly 60001. Đấy, công suất là 190W, số series của nó là 95095 các bác nhá. Đây là phần điện, đổi điện này. Thì hiện tại gia đình đang để điện 220V rồi, rất là tiện dùng mà không cần phải qua đổi nguồn. Tổng quan máy móc thì đây là một chiếc âm ly cũng khá là lâu rồi Sơn Đình mới giới thiệu về âm ly đài, nhưng các bác có thể thấy rõ là khi quay từ trên cao đấy, nó máy móc vẫn còn vàng óng luôn. Và chiếc âm ly Sunsui QRX 6001 tại cửa hàng Sơn Đình đang bán với mức giá là 16.500.000, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, không có điểm chê, tất cả các cái tính năng đều hoạt động hoàn hảo hết. 6001 có mức giá là 16.500.000 các bác nhé. Tiếp theo thì sang bên này, đây là một chiếc âm ly Sunsui 707i. Đấy. Hàng cứ gọi là đẹp mà kính cong luôn, có thể xoay gương được. Đấy, các bác thấy cả tay của Xuân Đình luôn đây. Mẫu đen của nó là Sunsui 707i. Thì dòng này có công suất là 320W, là đối tác cho những dòng, nếu như những dòng loa Nhật thì nó đánh Onkyo, dòng Diatone, những dòng Sunsui đánh rất là tốt. Và ngoài ra thì các bác có thể ghép những dòng loa Mỹ, những dòng loa Bose hay những dòng JBL thì đánh những dòng Sunsui này thì rất là tuyệt vời. Chạy 8 sào than, công suất là 320W. Còn đánh cầu loa AB trở kháng từ 4 ohm, có chỉnh bát check khi các bác gạt cần to này xuống on. Có ba lăng, có nào đốt. Đây là các đường vào chính này. Rất là nhiều cổng vào cho các bác kết nối thiết bị bên ngoài. Đấy. Ngoài ra thì dòng này nó có một cái thiết kế đó là có cái đường ba lăng hoặc là cái cổng Loman. Cổng ba lăng này chính là cái cổng rắc chuyên dụng cho các bác kết nối từ vang cơ, vang số xuống ở phía đằng sau, hay còn gọi là cái rắc cua, rắc ba lăng ấy, rắc như rắc đồng trục ấy. Đấy. Đây là núm volume. Mặt của nó là mặt gương các bác nhé. Và 607 thì nhiều chứ với 707 hoặc 907 thì rất là ít. Size của nó là size 45, máy này cũng nặng gần 20kg. Và Xuân Đình cũng có mở nội thất cho các bác xem về chiếc âm ly này. Thực sự nó rất là mới. Cả đằng trước đằng sau thì Xuân Đình sẽ quay thật chi tiết cho các bác. Đây là nội thất bên trong. Từ phần sắt xi các bác thấy rõ là không có cái nào bụi đen luôn. Ruột gan mới kính cong. Chạy 8 giọt than, một nguồn của nó quá khủng, hai tụ lọc nguồn to như hai lon bia. Đấy. Bên cạnh sắt xi đây các bác nhìn thấy rõ luôn. Rất là đẹp. Và đây là phía đằng sau của chiếc âm ly. Tổng quan thì hai chiếc âm ly ngày hôm nay và Xuân Đình giới thiệu cho các bác, thực sự là nó quá mới. Đấy, các cái rắc của nó, chân rắc còn mới kính cong hết. Đây là cái cổng ba lăng này. Đây là cầu loa này. Đây là thông số của chiếc âm ly này. Điện 100V, công suất là 320W này. Khỏe như con trâu luôn. Số series của nó là 740 các bác nhé. 740. Dòng này thì các bác có thể ghép những dòng vang cơ, vang số để hát karaoke trực tiếp trên những cặp loa và những chiếc âm ly như này. Đấy, nó rất là khỏe, 320W rồi. Và Sunsui 707i này thì cửa hàng Xuân Đình đang bán với mức giá là 11.500.000, duy nhất chỉ có một chiếc thôi, mức giá là 11.500.000 các bác nhé. Và như vậy là trong clip buổi trưa ngày 12 tháng 1 thì cửa hàng Xuân Đình đã giới thiệu cho các bác hai chiếc âm ly cùng hãng Sunsui đến từ Nhật Bản, hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc, không có điểm chê. Một chiếc âm ly đài Sunsui QRX 6001 ruột gan vàng óng có mức giá là 16.500.000. Và một chiếc Sunsui 707i có mức giá là 11.500.000. Địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395727582. Và những sản phẩm này xuất định đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác. Xin kính chào và hẹn gặp lại.